Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sau đó nhiệm màu, trong ngày một cái gói tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện toàn cho lai nghĩ nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh, Hợp Bộ, quyển 8, phẩm 22, Xa Bỏ Thân Mạng. Bây giờ thân cái Bồ Đề đạo tràng là bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn ở đời quá khứ, khi tu hành Đại Bồ Tát, chịu độ vô lượng trong ngàn khổ hạnh, xả bỏ thân mạng, máu thịt xương tủy. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói chút ít về nhân duyên khổ hạnh tuổi xưa, vì lợi ích cho chúng sinh đạt được an lạc. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền thể hiện thần túc. Sức thần túc khiến cho đại địa này chấn động sáu cách. Ở trong đại giảng đường, nơi chúng hội, có tháp bảy báu từ đất vọt lên, với màn lưới bằng mọi thứ báu che khắp trên tháp ấy. Bây giờ đại chúng thấy việc đó rồi đều phát sinh tâm khiêm có. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền đứng dậy lễ bái ngôi tháp này, cung kính diễu quanh rồi trở về tòa ngồi cũ. Lúc ấy thần cây Bồ Đề đạo tràng bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, đấng Thế Hùng Như Lai xuất hiện ở đời thường được sự cung kính của tất cả. Đối với các chúng sinh là bậc tối thắng tối tôn, vì nhân duyên gì lại lễ bái ngôi tháp đó? Đức Phật bảo: Này thì nữ thiên, ta khi xưa tu hành đạo Bồ Tát, xá lợi của thân ta tôn trí ở tháp này, do nhờ thân đó đã khiến cho ta sớm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Ông có thể mở tháp lấy xá lợi trong đó bày ra cho đại chúng này xem. Xá lợi này mới chính là sự huân tập vô lượng công đức của sáu pháp ba la mật. Lúc ấy tôn giả A Nan nghe theo lời dạy bảo của Đức Phật, liền đến chỗ ngôi tháp là bái cúng dường, rồi mở cửa ngôi tháp ấy. Thấy trong tháp ấy có cái hộp bằng bảy báu, lấy tay mở hộp ra, lại thấy xá lợi trong hộp ấy màu hồng trắng vi diệu. Tôn giả bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, xá lợi trong này có màu hồng trắng. Đức Phật bảo A Nan: Ông hãy đem lại cho ta, đây chính là xá lợi nơi thân của bậc đại sĩ. Lúc ấy A Nan liền bưng hộp báu trở lại chỗ Đức Phật và dâng lên Đức Phật. Bây giờ Đức Phật bảo tất cả đại chúng: Các ông nay có thể làm lễ xá lợi này. Xá lợi này chính là sự huân tu của giới định tuệ, rất là khó được, là ruộng phước tối thắng. Bây giờ đại chúng nghe lời nói đó rồi, lòng rất hoan hỷ, liền đứng dậy chắp tay kính đảnh lễ xá lợi của Bồ Tát Đại Sĩ. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn vì đại chúng dứt trừ lưỡi nghi nên nói về nhân duyên thọ xưa của xá lợi này. Này A Nan, đời quá khứ có vị vua tên là Maha La Đà, tu hành tiện pháp, khéo cai trị đất nước, không có oán thù. Ông có ba người con đoan chánh đẹp đẽ, hình sắc đặc thù, uy đức đệ nhất. Thái tử thứ nhất tên là Maha Banala, thái tử tên là Maha Đề Bà, và con út tên là Maha Tát Đỏ. Ba vương tử này ở các vườn rừng dạo chơi, tham quan, theo thứ lớp dần dần đến một khu rừng trúc lớn, dừng xa giá nghỉ ngơi. Vị dân tự thứ nhất nói: Hôm nay lòng ta rất lo sợ, ở trong đường này ta e rằng sức lực suy tổn. Vị vương tự thứ hai nói: Hôm nay ta chẳng tự tiếc thân, chỉ xa lìa những điều yêu thích nên lòng ưu sầu. Vị vương tự thứ ba lại nói: Hôm nay ta không hề sợ sệt, cũng không buồn phiền, trong núi vắng vẻ thì được thần tiên khen ngợi, ở chỗ nhàn tịnh này có thể khiến cho người tu hành yên ổn, hưởng thụ niềm vui. Các vị vương tự nói những lời đó rồi đi về phía trước. Thấy có một con cọp vừa sinh được 7 ngày, và có 7 con cọp con vây quanh. Chúng đói khát muốn khốn cùng, tiều tụy, thân thể gầy yếu, suy tổn, mạng sống sắp hết. Vị vương tự thứ nhất thấy những con cọp đó rồi nói: Lạ thay, con cọp này sinh đến nay đã 7 ngày với 7 con vây quanh mà chẳng tìm được đồ ăn. Nếu bị đói khát bức bách, nhất định quay trở lại ăn con mình. Vị vương tử thứ ba hỏi: Đồ ăn của con cọp này thường là vật gì? Vị vương tử thứ nhất đáp: Cọp này chỉ ăn máu thịt mới nóng hổi. Vị vương tử thứ ba nói: Các anh, ai có thể cho con cọp này ăn? Vị vương tử thứ hai nói: Con cọp này đói lắm, thân thể gầy yếu, cùng khốn, thiếu thốn, mạng còn chẳng bao lâu. Nó chẳng chờ được việc đi chỗ khác tìm đồ ăn cho nó. Giả sử đi chỗ khác tìm được thì nhất định chẳng giúp được mạng nó. Ai có thể vì con cọp này chẳng tiếc thân mạng?
Vị vương tử thứ nhất nói, tất cả sự khó bỏ không gì hơn thân mạng mình. Vị vương tử thứ ba nói, chúng ta hôm nay vì tham tiếc nên đối với thân mạng này không thể buông bỏ. Vì trí tuệ ít quá nên đối với việc này sinh ra kinh sợ. Nếu các đại sĩ muốn lợi ích cho kẻ khác, xin lòng đại bi vì chúng sinh, thì việc xả bỏ thân mạng này chẳng đủ làm khó đâu. Cái vương tử lòng rất buồn lo, đứng hồi lâu, mắt nhìn chưa từng rời bỏ. Quan sát thế rồi họ liền bỏ đi. Bây giờ vị vương tử thứ ba nghĩ, ta nay đã đến lúc bỏ thân này. Vì sao? Vì từ xưa đến nay ta đã nhiều lần bỏ tấm thân này, đều không có mục đích và cũng thường yêu thích giữ gìn nhà cửa, lại còn được cung cấp y phục, thực phẩm, giường nằm, thuốc men, voi ngựa, xe cộ, tùy thời nuôi dưỡng không thiếu thốn thứ tức gì mà chẳng biết ơn. Ngược lại còn sẽ ra oán hại, về sau chẳng thoát khỏi vô thường bại hoại, là nửa thân này chẳng bền, không lợi ích gì, đáng ghét như giặc, giống như đi nhà xí. Ta hôm nay phải khiến cho thân này tạo nghiệp lành, ở trong biển sinh tử làm cây cầu lớn. Lại nữa, nếu sợ bỏ thân này thì sợ bỏ vô lượng bệnh tật ung thư, lỡ móng và trăm ngàn nỗi sợ hãi. Thân này chỉ có đại tiểu tiện, thân này chẳng bền cho bọt nổi trên nước, thân này nhỏ bé là chỗ chứa của rất của nhiều loài trùng, thân này bất tịnh, gân buộc máu đắp, da xương tủy não cùng liên kết giữa nhau. Quan sát như vậy thì rất đáng ghét, đáng chán ghét. Vậy nên ta nay cần phải để bỏ để cầu niết bàn tịch diệt vô thường, sẽ lại vĩnh viễn lo buồn vô thường biến đổi, bạc dứt sinh tử, không còn những phiền não, vô lượng thiền định trí tuệ công đức thành tựu đầy đủ, pháp thân vi diệu với trong phước trang nghiêm, được chư Phật khen ngợi chân thành pháp thân vô thượng như vậy và cho các chúng sinh vô lượng pháp lạc. Khi đó vương tự dùng mạnh đủ sức làm đại nguyện này, dùng đại bi ở trên huân tu tâm mình và nghĩ lo cho lòng của hai người anh sợ hãi hoặc sợ họ ngăn chặn gây khó khăn, nên liền nói với họ, các anh nay có thể cùng quyến thuộc trở lại chỗ dừng nghỉ ấy. Bây giờ vương tử Ma Ha Tát Đoả trở lại chỗ con cọp, cởi quần áo treo trên cành trúc, nói lời thề, tối nay vì lỡ cho các chúng sinh, vì chứng đạo vô thượng bồ đề, vì đại bi bất động sẽ bỏ điều khó bỏ, vì cầu sự khen ngợi của trí bồ đề, vì muốn độ những chúng sinh trong ba cõi, vì diệt nỗi sợ sinh tử và mọi thứ phiền não thiêu đốt. Khi phát lời thề này rồi, vương tử liền tự buông thân nằm trước cọp đói. Khi đó do lực đại bi của vương tử nên cọp không thể làm gì. Vương tử lại suy nghĩ như vậy, thân cọp này gầy yếu không còn sức lực, chẳng thể ăn được máu thịt của thân ta, liền đứng dậy đi tìm dao, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có. Vương tử liền dùng tre khô đâm vào cổ cho máu chảy ra, rồi ở trên núi kéo da mình xuống trước cọp. Lúc đó đại địa chấn động sáu cách, mặt trời không ánh sáng, như bị vua Atula La Hầu La bắt giữ ngăn che. Trời lại mưa xuống đủ loại hoa, đủ loại hương quý. Trong hư không có những lời khác, có những trời khác thấy việc này rồi, xin lòng vui mừng, khen chưa từng có và khen ngợi, hay thay, bậc đại sĩ. Ông này chân thật là bậc thực hành đại bi, vì chúng sinh nên điều khó bỏ có thể bỏ được. Đối với những bậc học giả, đại sĩ dũng kiện bậc nhất, đại sĩ đã được sự khen ngợi của chư Phật, thường an lạc nơi trụ xứ, chẳng bao lâu sẽ chứng được niết bàn thanh tịnh, không phiền não, không nóng bức. Con cọp này bây giờ thấy máu chảy ra, tấm bẩn thân của vương tử liền liếm máu, ăn thịt chỉ còn lại xương. Bây giờ vương tử thứ nhất thấy đất chấn động lớn, liền nói kệ với vương tử thứ hai, chấn động đại địa, dải biển mênh mông, mặt trời không sáng nhưng bị che phủ, ở trên hư không mưa xuống hoa hương, chắc là em ta đã bỏ thân mạng. Dương tự thứ hai là nói kệ, cọp kia sinh con đã 7 ngày liền, bể con vây quanh không có uống ăn, khí lực suy tổn, thân mạng chẳng còn. Em ta từ mẫn biết cọp quá đói, sợ không chịu nổi rồi lại ăn con, nên đã xả thân để cứu mạng cọp. Lòng của hai vương tử rất buồn sợ, khóc lóc.
dung mạo tiều tụy, cùng nhau trở lại chỗ hổ. Thấy quần áo của em mặc đều mắc ở trên một cành tre, hài cốt tóc móng vương văng tứ tung, máu chảy khắp nơi làm thấm bẩn đất nơi ấy. Thế rồi hai anh ngất đi, chàng tự chủ được da mình lên trên xương, hồi lâu mới tỉnh thì đứng dậy đưa tay lên kêu trời than khóc. Em ta thơ ấu mà tài năng hơn người, đặc biệt được sự yêu thương của cha mẹ, bỗng nhiên xả thân đem cho cọp đói ăn. Chúng ta nay trở về cung, giả sử cha mẹ hỏi thì phải đáp làm sao đây? Ta thà ở tại đây cùng chết một chỗ, cho nó nhìn thấy hài cốt tóc móng này, sao lòng đành để bỏ để về gặp cha mẹ vợ con quý thuộc bằng hữu tri thức. Hai vị vương tử buồn thương gạo cốc áo não rồi dần dần bỏ đi. Tùy tùng theo hầu tiểu vương tử đều tứ tán các phương. Họ nói với nhau: hôm nay trời của ta lại ở chỗ nào? Bây giờ trong giấc ngủ, vương phi mộng thấy vú bị cắt, răng miệng rơi rụng, được ba con bồ câu non thì chim ưng ăn mất một. Bây giờ đại địa chấn động, vương phi kinh hãi thức dậy, lòng rất buồn sợ mà nói kệ: hôm nay vì sao đất bằng biển cả, tất cả chấn động, mọi vật không yên, mặt trời không sáng, như bị che phủ, lòng ta buồn khổ, mí mắt nháy hoài. Như ta hôm nay đã thấy điềm tướng, đã có tai ương, khổ não chẳng lành. Đến đây, vương phi nói kể lại rồi, thì người ở hầu ở bên ngoài đã nghe được tin tức của vị vương tử. Lòng kinh sợ, kinh hoàng, sợ hãi, liền vào trong thưa với vương phi. Ở bên ngoài nghe các tùy tùng tìm kiếm vương tử mà chẳng biết ở đâu. Vương phi nghe rồi rất buồn khổ, khóc lóc nước mắt tràn mi. Khi đến chỗ vị đại vương tâu: thần thiếp được người truyền báo là đã mất đứa con yêu thương nhỏ nhất rồi. Vị đại vương nghe rồi lại mất đi, nghẹn ngào khổ não, gạt nước mắt nói: sao hôm nay ta mất đi sự yêu thương trong lòng? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nói lại ý nghĩa này nên nói kệ: ta thuở xa xưa trong vô lượng kiếp, bỏ thân đáng yêu cầu đạo Bồ Đề, bỏ làm quốc vương và làm vương tử, bỏ việc khó bỏ để cầu Bồ Đề. Ta nhớ thuở xưa có quốc vương lớn, vị ấy tên là Mahalada, con của vua đó, hay làm bố thí. Con ấy tên là Mahatát Đoả. Lại có hai anh, anh trưởng tên là Đại Ba La Na, anh thứ Đại Thiên. Ba người cùng đi đến một núi vắng, thấy cọp mới sinh đói không ăn có ăn. Một vị đại sĩ khởi tâm đại bi: ta nay sẽ bỏ thân quý trọng này, không thì cọp đây đối các bức nạc có thể lại ăn chính con mình sinh. Liền lên núi cao gia mình trước cọp, vì khiến cọp con được toàn thánh mạng. Khi đó đại địa và các núi lớn thảy đều chấn động, kinh động thú rừng, cọp sói sư tử chạy nhanh tứ tán, thế gian đều tối không có ánh sáng. Lúc đó hai anh ở tại rừng trúc, trong lòng lo sợ buồn rầu than khóc, lần đi tìm kiếm đến gần chủ cọp, thấy mẹ con cọp miệng đều dính máu, lại thấy tóc lông răng móng hài cốt vung vãi lung tung, máu lan khắp đất. Khi hai vương tử thấy việc đó rồi, sầu thảm trong lòng, ngã lăn ra đất, thân hình bụi bặm khắp cả thân mình, quên mất chánh niệm, tâm bị mê sảng. Những người theo hầu nhìn thấy việc đó cũng rất buồn thương, gào khóc thất thanh. Họ lại cùng nhau dùng nước lạnh vẫy, lát sau lại tỉnh mới đứng dậy được. Lúc đó vương tử trong lúc xả thân thì ở hậu cung, vương phi thể nở, 500 quyến thuộc cùng nhau vui vẻ. Vương phi lúc đó hai vú tuôn sữa khắp cả thân thể, đau như kim châm, lòng sinh sầu lo như mất con yêu. Vương phi lúc đó vừa đến chỗ vua, buồn rầu rơi lệ, bày tỏ: vua hay, tôi cùng đại vương lắng nghe cho kỹ, lửa dữ lo buồn nay đốt thân thiếp, hai vú thiếp nay cùng lúc chảy sữa, toàn thân đau đớn như bị kim châm. Thiếp thấy có điềm chẳng lành như vậy, sợ chẳng gặp được đứa con yêu quý, nên đem thân mạng cho lên đại vương, sẽ mau sai người tìm kiếm con thiếp. Mộng ba chim câu mà thiếp ẩm vọng,
con nhỏ hơn hết cướp đất mến thương. Lại có chim ưng bay đến cướp đi, mơ thấy việc đó liền sinh lo buồn, tiếp nay đau buồn sợ mạng chẳng cứu, xin mau sang người tìm kiếm con tiếp. Nói xong lời đó, Vương Phi khi đó liền ngất xỉu ngay, ngã lăn ra đất. Do nghe nói thế, lòng rất đau buồn vì không được gặp đứa con yêu mến. Khi ấy đại thần và các quý thuộc đều đến đông đủ ở hai bên, chúa kêu khào khóc lóc tiếng động trời đất. Bây giờ dân chúng ở trong thành ấy nghe tiếng đó xong, kinh ngạc chạy đến cùng hỏi nhau rằng: nay vương tử đó có sống lại không, hay là đã chết như đại sĩ đó thường nói dịu dàng mà người yêu thích khó có thể gặp rồi? Có nhiều người giờ đừng kiếm tìm, chốc lát có tin nhất định đã chết. Lúc ấy mọi người rất là hãi hùng, lại buồn gào khóc chấn động thần đất. Bây giờ đại vương thì đứng dậy đi lấy nước rưới phi, hồi lâu mới tỉnh chánh niệm hoàn hồn, hỏi nhỏ vua rằng: con thiếp bây giờ hiện nay ra sao? Bây giờ vương phi nghĩ đến con mình càng thêm áo não, tâm không rời bỏ đứa con dấu yêu hình sắc đoan chính, mà sao một sớm bỏ tay mà đi, sao thân ta chẳng chết trước cho xong. Mà thấy những việc khổ não như trên, con hiền sắc đẹp như sen tinh khiết, ái hại thân con khiến phải chia ly, chẳng phải là ta oán thù kiếp trước nghiệp duyên phải trả mà giết con sao? Mặt mày con ta sẽ như trăng trầm, không may một sớm gặp phải họa này, thà khiến thân ta tan nát như bụi cho làm con ta phải mất thân mạng, ta thấy trong mơ đã được báo trước, cho tình nay ta chịu lấy họa này. Như ta mơ thấy, thấy răng rụng hết, hai vú cùng lúc sơ tự chảy ra, nhất định là ta mất con yêu mến. Mơ ba chim câu ưng bắt đi một, trong ba đứa con nhất định mất một. Bây giờ đại vương liền bảo vương phi: nay trẫm sẽ sai đại thần sứ giả đi khắp đông tây truy tìm kiếm con, ái khanh có thể chớ quá lo buồn. Đại vương an ủi vương phi như vậy, lập tức xe giá liền nghiêm xa giá đi ra khỏi cung, lòng sinh sầu não đau khổ vô cùng. Tôi giữa mọi người dung mạo tiều tụy liền ra khỏi thành tìm kiếm con yêu. Bây giờ cũng có mọi người đông đảo khóc thương chấn động đi theo sau vua. Lúc đó đại vương ra khỏi thành ấy, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm con mình. Phiền não loạn tâm không biết ở đâu, sau cùng xa thấy người đem tin đến, đầu lấm bụi bặm, áo quần đầy máu, ra phân đầy mình, vừa đến khóc than. Bây giờ đại vương Ma-la-đà thấy xứ đó xong lại càng buồn khổ, cho thấy kêu lên ngửa mặt mà khóc. Người xa đi tìm vừa về đến nơi, đến đến chỗ phương to với vua rằng: xin vua chớ buồn, các con còn đó họ sẽ đến liền cho vua được gặp. Trong khoảng chốc lát lại có người đến, thấy vua buồn khổ buồn, dung nhan tiều tụy, áo mặc trên thân bụi đất lắm đầy. Tâu đại vương biết đã mất một vị, hai con tuy còn tiều tụy khốn khổ, vương tử thứ ba thế cọp mới sinh, bạn ngày đói lẽ sợ lại ăn con thế cọp như vậy, khỏi tâm đại bi phát đại tạ nguyện sẽ độ chúng sinh ở đời vị lai chứng thành quả Phật, liền lên chỗ cao gieo mình trước cọp. Cọp đói lâu ngày liền sẽ ăn thịt, tất cả máu thịt ăn hết chẳng còn, chỉ có hài cốt vung vãi trên đất. Bây giờ đại vương nghe bề tôi nói, làm lại buồn phiền ngất xỉu ngã lăn, ưu sầu lưỡi dữ đốt cháy toàn thân, quyến thuộc thân cận cũng là như thế. Dùng nước rưới vua hồi lâu mới tỉnh, đứng dậy ôm đầu kêu trời mà khóc. Đã có đại thần đến tâu vua rằng: ở trong rừng đó thấy hai vương tử khóc lóc buồn than, ưu sầu khổ sở bất tỉnh mê man, dê mình xuống đất. Thần liền tìm nước rưới khắp thân mình, đến hồi lâu sau mới tỉnh trở lại, nhìn thấy bốn phương lửa dữ cháy rực, nâng đỡ đứng dậy là ngã quỳ xuống, ôm đầu than phản kêu trời mà khóc, bất chợt lại khen công đức em mình. Lúc đó đại vương do mất con yêu, trong lòng bấn loạn, khí lực hao tổn, khóc lóc buồn đau, và lại suy nghĩ là đứa nhỏ nhất ta rất yêu nó,
quỷ lớn vô thường và vàng ăn nuốt còn lại hai con. Từ nay vẫn còn nhân bị lửa phiền dày vò đốt cháy, hoặc vì điều này mà phải bỏ mạng, ta phải mau đến đi vào rừng đó đón các con về cung điện của ta, chớ để mẹ chúng vô cùng đau khổ như xé tâm can có thể mất mạng nếu thấy hai con được phần an ủi, có thể bảo toàn mạng sống còn lại. Bây giờ đại vương sẽ giá do quý cùng các tùy tùng đi đến rừng đó, đứng ở giữa đường trông thấy hai con kêu trời trách đất và gọi tên em. Đức vua liền đến ôm lấy hai con kêu thương khóc lóc, lên đường về cung thúc bảo hai con đến hầu thăm mẹ. Phật bảo thọ thần, ngươi phải biết rằng bây giờ vương tử ma ha tác đọa xà thân cọp ăn nay là thân ta, bây giờ đại vương ma ha la đà nay là phụ vương con thâu đầu đàn, bấy giờ vương phi nay là ma gia, vương tự thứ nhất nay chỉ lạc đó, vương tự thứ hai nay là điều đạt. Bấy giờ cọp mẹ là kiều đàm chi, mẹ con cọp con là nam tỳ kheo, nay xá lợi phất và một kiền liên. Bấy giờ đại vương Mahalada và các vương phi gào thương khóc lóc, họ đều cởi áo mạo chứa ngọc trên thân mình, rồi cùng với đại chúng đi đến trong rừng trúc thâu nhặt xá lợi của vương tử ấy, và lập tức dựng lên tháp bảy báu ở tại chỗ đó. Lúc vương tử ma tác đỏ sắp xả mạng, lập lời tạ nguyện: nguyện cho xá lợi của ta ở đời vị lai trải qua vô số kiếp, luôn vì chúng sinh mà làm Phật sự. Khi Đức Phật nói kinh này, vô lượng a tăng kỳ trời và người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thọ thần, đó gọi là nhân duyên lễ tháp thọ xưa. Bây giờ do thần lực của Đức Phật nên tháp bảy báu đó lập tức biến mất. Phẩm 23 tán Phật. Bây giờ vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng Bồ Tát từ thế giới người này thì đến cõi nước của Đức Như Lai Kim Bảo Cái Sơn Vương, đến cõi đó rồi các vị Bồ Tát ấy do năm vóc xuống đất kính lễ Đức Phật, lui về đứng một bên, hướng về Đức Phật chắp tay cùng cất tiếng khen ngợi: thân Đức Thế Tôn sắc vàng vi diệu, ánh sáng rực rỡ như núi vàng lớn, thân thể dịu dàng như hoa sen vàng, vô lượng tướng tốt dùng trang nghiêm mình, vẻ đẹp theo hình, ánh sáng đẹp thân, tịnh khiết hơn hết, như núi vàng tía trong sạch không nhơ, như vầng trăng sáng, tiếng ngài trong suốt hay như phạm thiên, như tiếng sư tử, tiếng sấm phán động, sáu loại thanh tịnh, âm thanh vi diệu, ca lăng tần già, tiếng chim khổng tước, thanh tịnh không nhơ, uy đức đầy đủ trăm phước tướng tốt. Trang nghiêm thân Phật, ánh sáng chiếu xa không có giới hạn, trí tuệ vắng lặng không còn ái nhiễm. Thế Tôn thành tựu vô lượng công đức như biển mênh mông, nơi báu tu di giữa các chúng sinh sinh lòng xót thương, ở đời vị lai ban niềm vui sướng. Lời Thế Tôn nói, nghĩa sâu đệ nhất khi cho chúng sinh vẫn là yên ổn, ban cho chúng sinh vô lượng an lạc, và nói diệu pháp cam lộ vô thượng, mà bày pháp môn cam lộ bậc nhất, vào khắp tất cả nhà cửa an vui, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, qua khỏi vô lượng biển khổ ba cõi, an trụ chánh đạo không còn ưu khổ. Như Lai Thế Tôn trí tuệ công đức lực đại từ bi tinh tấn phương tiện vô lượng như vậy chẳng thể tính kể, hôm nay chúng con không thể nói hết, chứ thiên loài người trong vô lượng kiếp suy nghĩ số lượng chẳng thể biết được, Như Lai đã có công đức trí tuệ vô lượng biển cả, con nay khen ngợi công đức Thế Tôn như một giọt nhỏ trong ngàn ức phần, chẳng nói được một nếu như con được góp phần công đức. Hồi hướng chúng sinh chứng đạo vô thượng. Bây giờ Bồ Tát Tính Tướng ở trong hội này liền đứng dậy, sửa áo bày vai phải, quỳ khuất phải xuống đất chắp tay hướng về Đức Phật khen ngợi: Thế Tôn trăm phước, tướng tốt phi diệu, công đức số ngàn trang nghiêm thân ấy, tịnh sát chiếu xa nhìn Phật không chém, như ánh mặt trời trùng khắp hư không, ánh sáng rực rỡ vô lượng vô biên, giống như vô số ngọc báu chất chồng, tỏa sáng năm sắc trắng đỏ xanh hồng, như khối lô ly pha lê vàng rồng, ánh sáng chói lòa thâu đến các núi, có thể chiếu thấu vô lượng cõi Phật, diệt trừ khổ não vô lượng chúng sinh, lại hay ban cho niềm vui thường chịu. Các căn thanh tịnh với diệu bậc nhất, chúng sinh ngắm nhìn không biết nhàm chán,
tóc mềm biếc xanh như lông khổng tước, như các ông chúa đầu ranh hoa sen, đại bi thanh tịnh, công đức trang nghiêm, vô lượng tam muội, giải đức đại từ. Công đức như vậy đều đã đầy đủ, thông tốt đẹp đẽ, nghiêm sức thân Phật, tất cả công đức giúp thành Bồ Đề. Như Lai có thể điều phục chúng sinh, khiến lòng nhu nhuyễn, hưởng thọ vui sướng. Một số công đức trang nghiêm thâm diệu cũng được mười phương chư Phật khen ngợi, hào quang chiếu sáng khắp cả muôn nơi, như ánh mặt trời sáng khắp hư không. Công đức thành tựu như núi Tu Di, thể hiện khắp nơi ở các thế giới, răng trắng kính bạch, trong dương ngọc tuyết, đức như mặt trời sáng giữa hư không, tướng tốt giữa mi, sau vòng bên phải phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly, thân tướng vi diệu mặt trời trên không. Bây giờ thần cây Bồ Đề đạo tràng lại khen: Nam mô chánh giác vô lượng tượng thanh tịnh, diệu pháp sâu xa tùy nguyện hiểu thông, sẽ lìa tất cả phi pháp phi đạo, ra khỏi một mình thành Phật chánh giác. Biết hữu phi hữu, bản tánh thanh tịnh, công đức Thế Tôn thật là hiếm có. Thế Tôn biển cả thật là hiếm có, như núi Tu Chi thật là hiếm có. Hạnh Phật vô biên, Phật hiện thế gian, như hoa ưu bát một lần xuất hiện thật là hiếm có. Đại bi không lường tất cả văn Phật, mặt trời thế gian, vì muốn lợi ích cho chúng sinh nên tuyên nói kinh điển, nhiệm màu như vậy, hay thay Đức Phật các căn vắng lặng mà lại thể nhập thành lớn tiện tịch, vô cấu thanh tịnh, tâm muội sâu xa vào chỗ chư Phật đã từng tu hành tất cả thanh văn, thân đều tịch tỉnh, lượng túc Thế Tôn hành xứ cũng không, tất cả như vậy, vô lượng các pháp thấu rõ tánh tướng cũng đều vắng lặng, tất cả chúng sinh tánh tướng cũng không, vì tâm ngu si chẳng thể hiểu biết. Con thường niệm Phật ở tay Thế Tôn, thường phát thệ nguyện chẳng lìa Đức Phật. Dưới đất con thường quỳ gối chắp tay, luyến mộ trong lòng muốn nhìn thấy Phật. Con thường tu hành để biết tối thượng, thường khóc lệ tuôn, muốn thấy được Phật. Con thường ngưỡng mong muốn thấy được Phật vì việc này nên lửa lo rực cháy, nguyện xin Thế Tôn ban cho từ bi. Nếu pháp trong lành để diệt lửa phiền, Thế Tôn xót thương, làm biết vô lượng, nguyện cho thân con từ được thấy Phật. Phật thường hộ trì tất cả trời người, về nơi nay con các người muốn thấy thân của thanh văn chấm như hư không, nắng huyễn phan hóa như trăng trong nước, tánh của chúng sinh như thấy như trong mộng, hành xứ Thế Tôn sạch như lưu ly, thành nhập pháp xứ cam lộ vô thượng, bao giờ chúng sinh vô lượng an lạc, hành xứ Như Lai vi diệu sâu xa, tất cả chúng sinh không thể biết được, thần thiên ngụ thông tất cả duyên giác, và hàng thanh văn cũng chẳng thể biết. Con chẳng nghi hoặc hành xứ Thế Tôn, nguyện Phật từ mẫn vì con niệm hiện thân. Bây giờ Thế Tôn ra khỏi tam muội, dùng tiếng cực hay nói lời ngợi khen: hay lắm, hay lắm, thiện nữ thọ thần, người này khéo nói lời ngợi khen ấy. Phẩm 24 Phú Chúc. Hãy dịch đời tùy ngày Sa Đa Quật Đa. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo chúng đại Bồ Tát: này những đại trượng phu, các ông chỉ ai có thể hộ trì thành tựu Bồ Đề hàng A Tăng Kỳ kiếp của như của chư Như Lai này, sau khi ta diệt độ, ai sẽ đem pháp căn bản này truyền bá rộng rãi, khiến cho chánh pháp trụ thế lâu dài? Lúc ấy trong chúng Bồ Tát đó có 60 ức Bồ Tát và 60 ức thiên nữ, đều đồng thanh bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con đủ sức có thể hộ trì thành tựu Bồ Đề hàng A Tăng Kỳ kiếp của các Đức Như Lai này, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ truyền bá rộng rãi pháp này. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: lời chư Phật chân thật, an trụ trong thật pháp. Chư Phật trụ chân thật, kinh này thêm tồn tại. Đại bi là áo giáp, đại từ là an trụ, do từ lực chư Phật, kinh này thêm tồn tại. Phước tụ là áo giáp, đã sinh ra trí tụ. Các tụ hòa hợp nên kinh này thêm tồn tại. Hàng phục hết các ma, các luận cũng phá tan, đoàn trừ các kiến xong, cơ này thêm tồn tại. Cái thiên vương hộ thế, Atula phạm thiên, càng thất bà trời rồng, thực hành theo cơ này, đất ở và hư không, tất cả các thiên nữ, nhờ chư Phật an trụ, nên nói hành pháp ấy. Do phạm hạnh tương ứng, đã trang nghiêm bốn thật, trừ hết bốn loại ma, tạng này thêm tồn tại. Nếu tạo màu hư không,
hoặc sắc làm phi sắc, chư Phật đã an trụ không thể lay động được. Bây giờ bốn vị đại tiên vương đồng thanh nói kệ: chúng con đối cái này sẽ hộ trì như vậy, quyến thuộc về các con cũng khéo léo hộ trì. Nếu người trì cái này đã tạo duyên bồ đề, con sẽ gần người đó hộ trì cả bốn phương. Bây giờ thiên đế hướng về Đức Phật nói kệ này: con biết ơn chư Phật, đạo sư cũng chứng xong kinh điển này tối thắng. Để nói Phật giáng sinh, con đối chư Phật đó phải hộ trì đền ơn, phải hộ trì cái này và cả người trì kinh. Bây giờ trời vua, vua trời đại phạm, chủ của thế giới ta bè, hướng về Đức Phật nói bài kệ này: các định và vô lượng, những thừa và giải thoát đều do kinh này sinh. Để nói Phật ra đời, con bỏ vui cõi phạm, nơi kinh này lưu hành, con đến đó nghe nhận và hộ trì như trên. Bây giờ thiên tử Sa Đâu Xuất Đa hướng về Đức Phật nói kệ này: nếu trụ ở Bồ Đề thì sẽ ở đâu xuất? Cái này Phật đã nói, nếu phải có người giữ. Thưa Thế Tôn, con trì phước báu trời con bỏ xuống trụ châu Diêm Phù, sẽ nói pháp hành ấy. Bây giờ thân chủ Ma La Tử hướng về Đức Phật nói kệ này: nghiệp ma đã thanh tịnh thì chẳng theo các ma, nếu tọa trì cái này chánh nghĩa Tu Đa La, chúng con đối cái này sẽ hộ trì như vậy, dục tinh tấn phát ra, con nay truyền bá khắp. Bây giờ Malabhatima hướng về Đức Phật nói kệ này: con đối chúng sinh đó sẽ chẳng làm chướng ngại, nếu ủng hộ người ấy, con bẻ gãy não phiền, các ma không thể hại, nên nói đối cái này. Do chư Phật hộ trì, chúng ta phải giữ gìn. Bây giờ thiên tử Thiện Đức hướng về Đức Phật nói kệ này: nếu chư Phật Bồ Đề thuyết giảng rộng kênh này, nếu người trì kênh trên tức cúng dường chư Phật, con sẽ trì kênh này dưới ức chư thiên nói, giáo hóa hướng Bồ Đề nên nghe và kính trọng. Bây giờ Bồ Tát Từ Tỳ hướng về Đức Phật nói kệ này: chẳng mời đến bạn bè, nếu kia trụ Bồ Đề hộ trì các pháp ấy, sẽ bỏ chính thân mình, nếu con đến đâu xuất Tu La La như vậy, do Phật an trụ nên, con sẽ nói, sẽ giảng rộng, nói rộng. Bây giờ Thượng Tọa Ma Ha Ca Diếp hướng về Đức Phật nói kệ: chúng con ít trí tuệ, thừa Thanh Văn đã nói, tùy khả năng thế lực, pháp thời dạy phải trì, nếu người trì cái này, thì con sẽ ủng hộ, đem khả năng biện tài, ban điều lành cùng họ. Bây giờ tôi như A Nan đề hướng với Đức Phật nói kệ này: các kinh số ngàn muôn, con nghe từ miệng thầy, dạy những kinh điển này trước con chưa từng nghe. Nơi con gặp kinh này, đối mặt nhận lấy xong, con sẽ truyền ba khắp muốn cầu đạo Bồ Đề. Khi Đức Phật nói kinh này, thiên nữ Bồ Đề cao thọ thiện tịch về những thiên nữ đại biện, như thiên nữ công đức, những thiên nữ khác và các thiên nữ thiên chúng do Đế Thích Phạm Vương Tỳ Sa Môn đứng đầu, các vua trời và đại thiên chúng của họ, cả Đắc Bà Atula cùng thế gian đối với lời nói của Đức Phật đều rất hoan hỷ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra khỏi tam muội, thể hiện thần lực lớn, dùng tay phải xoa đỉnh đầu các vị đại Bồ Tát cùng các vua trời và Long Vương, 28 bộ đại tướng quân tán chỉ quỷ thần, rồi nói: trong vô lượng trong ngàn vạn ức hằng hà sa kiếp, Như Lai đã tu tập kinh điển ví dụ kim quang minh này, các ông phải thọ trì đọc tụng tuyên nói rộng rãi pháp này, các ông lại làm cho kinh này không đoạn dứt trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu có thiện nam thiện nữ ở trong đời vị lai thọ trì đọc tụng kinh điển này, thì chư thiên các ông luôn phải ủng hộ, phải biết người đó ở đời vị lai trải qua vô lượng 500.000 đời, sinh trong cõi trời, người luôn được hưởng an lạc. Ở đời vị lai, họ gặp được các Đức Phật và mau chóng được chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy các vị đại Bồ Tát và trời đồng 28 bộ đại tướng tán chỉ liền đứng dậy đi đến trước Đức Phật, nằm vấp gieo xuống đất đồng thanh thưa: theo đúng như lời dạy bảo của Đức Thế Tôn, chúng con
sẽ phụng hành đầy đủ. Thọ bạch ba lần, theo đúng như lời dạy bảo của Đức Thế Tôn, chúng con sẽ phụng hành đầy đủ. Như vậy, lúc ấy đại tướng quân tán chỉ bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nếu sau này trong đời vị lai có người thọ trì kinh này hoặc tự chép hoặc sai người khác chép, con sẽ cùng với 28 bộ vị thân này luôn phải che giấu thân mình, theo làm tỳ vệ ủng hộ người nói pháp này, tiêu diệt hết các việc ác, khiến cho được yên ổn, nguyện không còn lo nghĩ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện thần lực lớn, dưới lượng thế giới khắp mười phương đều chấn động sáu cách. Lúc đó các Đức Phật đều rất hoan hỷ, vì phó chúc kinh này nên khen ngợi người hộ trì pháp, nên thể hiện vô lượng thần lực. Lúc này vô lượng như biên vô số đại Bồ Tát, đại chúng và Bồ Tát tính tướng kim quang minh tạng, thường bị pháp thượng tứ thiên vương, 10.000 tiên tử cùng với thần cây bồ đề đạo tràng, thần đất kiên lao và tất cả trời người Atula của thế gian nghe lời dạy của Đức Phật đều phát tâm bồ đề vô thượng, rất độ vui mừng, làm lễ mà ra đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh hợp bộ quyển 8 hết.